Chương 5. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hay chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em làm việc đó, chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được lãnh mẫu triều thiên vinh hiển. Chẳng hề tàn héo, cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em được trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời. Amen. Tôi kể vinh sanh là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ.